Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Chia sẻ triết lý, Ngô Thanh Vân bất ngờ nhận được bình luận mặn muối từ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sự duyên dáng của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cho cư dân mạng không khỏi bật cười thích thú. Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải bức ảnh tươi cười bên bộ xui hồng trẻ chung cùng dòng triết lý: cái người đời thiếu là ý chí chứ không phải sức mạnh. Nhận được nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng với nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, bình luận của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến cho sự nghiệp túc bỗng nhiên bay biến. Nhưng hẳn không ít người đã phải gật gù thích thú. Ủa, tưởng cái người đời thiếu nhiều nhất là tiền chứ. Sau thành công của Hai Phượng, hiện tại Ngô Thanh Vân đang tất bật chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho buổi casting dự án điện ảnh mới Thanh Sói để tìm ra thế hệ đả lữ tiếp theo cho màn ảnh Việt vào ngày 26 tháng 10 tới đây. Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên không quên bật mí danh sách những người đẹp đang sẵn sàng để đảm nhận trọng trách từ cô như Emily Đồng Ánh Quỳnh, Hoàng Yến Chibi, Emma Nhất Khanh, Huyền Thạch, Khả Như, Nini Nguyễn, khiến khán giả càng thêm hào hứng. Sau Hai Phương, Thanh Sói của Ngô Thanh Vân đang là dự án được nhiều người mong đợi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.